Đầu tiên thì uh, Nhật Nam sẽ có những cái sản phẩm tai nghe Airbot 3, cái hàng linh kiện cao cấp bán cho các bạn với giá cực rẻ là 280 nghìn. Bây giờ mình sẽ review sơ qua nhé. Thì uh, trong cái hộp tai nghe này thì uh, nó sẽ có một cái uh, đốc sạc và hai cái tai nghe. Ok để mình uh, review cho bạn xem. 280.000 là sẽ ship code toàn quốc nhé bao ship toàn quốc đấy chúng ta nghe này là nguyên mới và là dòng linh kiện cao cấp chứ nó không phải là hàng chính hãng của nhà táo nha chính hãng của nhà táo thì cái sản phẩm này nó phải giá khoảng 4 triệu còn cái này là linh kiện thôi tuy nhiên là mình đã test là nghe cũng hay và bên shop bán thì cũng sẽ bảo hành cho các bạn 6 tháng cho mọi người yên tâm mà xài như vậy là quá là là, ok rồi các bạn nhé con này là con tai nghe Airbot 3 à, nhãn hiệu hổ Văn mình uh, ship code toàn quốc với giá là 280 đây hai tai hai tai hai bên rất là ok các bạn nhé đấy nói chung uh, đọc sạc hít rất là tốt để tai nghe thoải mái này đó không thể rớt rất là ngon chuẩn và cái giá bán của nó thì tám là mình không có lấy phí ship nữa nhé Tức là mình bao ship luôn rồi Và các bạn khi mua những cái phụ kiện như là tai nghe như thế này Thì cũng không cần đặt cọc hay chuyển tiền đâu Ai thích chuyển thì chuyển nhé Còn bạn nào không thích chuyển thì thôi à Đến mà không nhận thì vui lòng à trả cho shipper mấy chục ngàn tiền ship giúp mình Còn à, nếu như nhận thì chỉ cần giao 280 là nhận thôi Ở Đây là tai nghe Airpods 3 hổ vằn nha các bạn đây nó sẽ là như thế này mới tinh nhưng mà bên mình thì rất kỹ lưỡng các bạn ạ vì sợ là các bạn phải gửi tới gửi lui để đổi á, cho nên bên mình khui ra khui ra test rồi mới gửi cho các bạn nhé cái nào nó chẳng may lầm lỗi gì thì mình loại luôn rồi như vậy nó quá là yên tâm vì thực tế đây là hàng linh kiện cho nên là cái tỷ lệ lỗi là nó có ví dụ như một ngàn cái bộ tai nghe này thì nó có thể nó cũng lỗi vài bộ thì bên mình siêng là cho nhân viên test kỹ rồi mới gửi đi cho các bạn như vậy là tránh cái trường hợp để các bạn à, nhận được cái món hàng mà chưa gì nó đã bị lỗi thì không vui đấy còn dĩ nhiên trong thời hạn 6 tháng lỗi thì các bạn cũng cứ thoải mái gửi về bên mình để đổi các bạn nhé mình đổi cho các bạn luôn rồi tiếp theo là cái dòng sản phẩm tai nghe mà nghe cho cái dòng Android vì cái loại AirPod thì nghe cho iPhone thôi còn cái này là dòng Android thì mình bán cái thương hiệu JBL thì nó cũng là linh kiện cao cấp hai tai mềm nghe âm thanh bát chép hay chuẩn chỉ ok nhé và đây là cái hộp nguyên mới nó còn new siêu đây ok còn đây là cái mình đã sẽ khui ra thì nó sẽ như thế này đây con này thì nó khá cao cấp và cái đóc sạc của nó là có cái đồng hồ đây báo hiện phần trăm cái này là do là mình ở à, à đây đúng rồi đấy chúng ta sẽ sạc pin vô thì là nó sẽ như thế này nó báo phần trăm rất là hiện đại và chỉ cần kết nối bluetooth vào những máy android là chúng ta nghe thôi nha các bạn âm thanh bát chép hay chuẩn và pin cũng trâu cũng bảo hành 6 tháng và cái tai JBL dành cho dòng Android thì uh, Nhật Nam bán cho các bạn với cái giá là 209. Cũng sẽ bao ship code toàn quốc và mình cũng test trước khi gửi đi. Nên các bạn cũng cứ yên tâm. Đối với tất cả những cái sản phẩm tai nghe hay là pin sạc dự phòng thì uh, các bạn lưu ý là không cần đặt cọc, chỉ cần gửi địa chỉ cho mình mình sẽ ship đến tận nơi. Và các bạn được kiểm tra hàng rồi nhận. Bạn nào vì một lý do nào đó thừa thải hay là như nào đó không nhận thì vui lòng thanh toán vài chục tiền ship giúp mình nhá chứ để bên mình bán hàng rồi cuối cùng mà nếu các bạn không nhận được bên mình lỗ luôn cái tiền ship thì cũng tội tiếp theo là cái sản phẩm sạc dự phòng 5s bay chính hãng mình mới về cái loại mới cái loại này nó rất là chất lượng nha cái loại này là 20.000 mAh là dung lượng thật của nó đạt được khoảng 17 18.000 rồi như vậy là rất chuẩn rồi các bạn ạ chứ nó không thể nào đạt cứng 20.000 đâu đấy theo như mình định lượng và test thì cái 5 s bay này là chính hãng của Việt Nam thì mình à, bán cho các bạn với giá cũng khá là rẻ chỉ có 390.000 thôi và cũng bao ship code toàn quốc tức là bao ship code có nghĩa là à, sản phẩm đến các bạn kiểm tra đúng là cái sản phẩm này thì các bạn nhận thì các bạn chỉ trả 390 thôi và cái sạc à, dự phòng 20.000 mAh lần này là có cái chế độ sạc bao nhanh tức là sạc bằng cổng tay si luôn các bạn nhé có cái đầu ao ra là cổng taxi là rất là nhiều bạn thích vì nó rất là tiện các bạn có thể là rút luôn cái đầu ở cái củ sạc ra là các bạn cắm vào cái sạc dự phòng này là chúng ta sạc luôn mà không cần phải đầu tư riêng một cái dây khác như vậy khá ok các bạn ha các bạn lưu ý là tất cả những cái phụ kiện các bạn muốn mua thì các bạn chỉ cần nhắn tin địa chỉ số điện thoại của các bạn vào zalo của mình vào zalo của mình nhé zalo của mình là có góc phải màn hình đây này hoặc là các bạn có thể nhắn tin Địa chỉ số điện thoại của bạn vào tin nhắn SMS cho hai cái số hotline này của mình. Bạn nào không biết thì có thể gọi điện trực tiếp cho mình luôn. Ok. Mình xin nhắc lại nhé. Pin sạc dự phòng 5S Bay 20.000 có chế độ sạc nhanh. Cổng ra tai si khá là thuận tiện, khá ngon và giá bán là 390, ship code toàn quốc. À tai nghe dùng cho dòng Android. JBL linh kiện cao cấp. 290k tất cả những cái này không có thêm phí ship phí ship gì nữa mình báo như thế là chỉ bằng đấy thôi còn tiếp theo là tai nghe Airpods 3 của dòng nhà táo nghe cho iPhone nha thế này là linh kiện cao cấp giá 208 cũng bao ship cốt toàn quốc ok bạn nào muốn mua thì liên hệ đến bên mình để mà cho mình cái địa chỉ mình sẽ ship đến tận nơi hàng đến các bạn được kiểm tra hàng rồi nhận rồi mới thanh toán như vậy quá yên tâm nha không sợ lừa lọc hay mất mát gì hết hơn thế nữa thì di động Việt Nam thì quá uy tín rồi và ngay bây giờ thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một số cái sản phẩm uh, iPad và Tab Samsung thì đầu tiên có Tab Samsung con hàng giá rẻ chỉ có một triệu tư con này là con Tab A8 in Tab A8 in các bạn nhé các bạn mua vui lòng đọc đúng tên đúng giá giúp mình để biết là cái máy nào và cái con này nó có mã máy là T295 và con này có cái màn hình nhỏ 8 in RAM 2 bộ nhớ 32 chuẩn chỉ ok và vẫn xài được các ứng dụng như YouTube, Facebook, Zalo đầy đủ hết và chơi một số game nhẹ. Dĩ nhiên là dòng này cấu hình không cao thì không chơi game nặng được đâu. Đấy nhưng mà học hành hay là xem phim các kiểu đọc báo thì ổn định nhá. Hoặc là kết nối với loa Bluetooth để mà hát karaoke rồi các kiểu loa kéo, loa loa kéo đấy các bạn. Thì rất là chuẩn nha. Không có việc gì phải bàn cãi mà giá thì thực sự rẻ, chỉ có 1 triệu tư giá thanh lý tri ân khách hàng thì cái sản phẩm thanh lý mình lãi rất là ít nhằm mục đích là để hỗ trợ cho những người thu nhập thấp đó thì chỉ có thu nhập thấp thì mới mua những cái máy rẻ thôi đấy chứ còn đại gia có nhiều tiền thì người ta đập hộp luôn rồi người ta cũng trả thèm mua của shop nhật nam thật sự vậy hoặc là ai đó quý mến mình lắm thì mới mua ủng hộ như mình thôi thì con này mình bán một triệu tư bảo hành một tháng nhé tính chất cửa hàng thanh lý thì lời ít cho nên là vô công bất thọ lộc đấy lời ít thì bảo hành ít có thế thôi một tháng nhưng mà một tháng thì mình nghĩ là thoải mái thời gian để các bạn à, test máy rồi ok chuẩn chỉ rồi các bạn nhé tiếp theo thì mình có một con ipad 4 con ipad 4 này thì các bạn biết rồi những năm xưa nó khá nổi tiếng nó cũng rất đắt đỏ nhưng mà đến năm nay thì thật sự quá rẻ rồi thanh lý cho bạn với giá 1 triệu tư thôi một triệu 400 trăm nghìn con này thì tới 9,7 in nha nói chung 9,7 đến 10 in còn đời còn nút home đây này ipad 4 nha nhưng mà nó cũng là chân sạc nay ninh rồi nên cũng khá thuận tiện các bạn ạ con này thì thuộc dạng nồi đồng cối đá của các bạn mua về có thể là giải trí đọc báo nghe nhạc xem phim ok giá một triệu tư thanh ý cũng bảo hành cho các bạn một tháng các bạn nhé tiếp theo thì sẽ có một con tab samsung khá là chất đó là con tab s 6 Lite con s 6 Lite này thì các bạn biết là trước mình đang bán là bốn triệu sáu bốn triệu bảy nhưng ngày hôm nay mình giảm giá 300 mình bán cho bạn có bốn triệu ba thôi ở đây là con máy màu xanh S6 Lite thì nó cũng mới sản xuất gần nó rất là chất và con này cấu hình thì tương đối lý tưởng RAM 464 màn hình to 10 in và pin châu hơn 7000 chính hãng của Samsung mới sản xuất gần đây ở đây là mình có một máy màu xanh có thể nói là tươi xanh như nồi canh luôn cực kỳ là chuẩn chỉ ngon lành cam kết là hàng nguyên zin chính hãng của Samsung các bạn nhé màn hình to pin châu máy chất giá bán là 4 triệu 300 nghìn bảo hành cho các bạn 6 tháng thì đây là sản phẩm Giá trị cao cho nên sẽ bảo hành 6 tháng và tất cả sản phẩm nếu có lỗi thì đều đổi cả chứ không có sửa chữa như vậy quá yên tâm các bạn ạ quá là yên tâm nhé tiếp theo thì mình sẽ có một con iPad mini 4 phiên bản 32g màu Gold dòng mini thì màn hình của nó chỉ có 7,9 in cho đến 8 in nên mình gọi là 8 in con này thì tính chất là gọn nhẹ cầm không mỏi tay Ok nhưng cấu hình thì xài cũng khá là ổn áp các bạn nhé iPad mini 4 32G màu vàng còn duy nhất một cái thôi giá bán là 3 triệu rưỡi 3 triệu rưỡi các bạn ạ đây nó khá là keng có thể nói là len keng xà beng các bạn nhé len keng xà beng cực kỳ là chuẩn chỉ luôn và chắc chắn rồi nó cũng là cái phiên bản quốc tế của nhà táo sản xuất chính hãng nhà táo các bạn nhé giá 3 triệu rưỡi thôi màu gold nha các bạn đẹp cực kỳ luôn đẹp 99% nói chung mini 4 là tầm này như thế là quá ok tiếp theo là cũng là một con mini 4 nữa nhưng mà con này thì mình bán đặc biệt giá ưu đãi cho các bạn chỉ có 2 triệu 8 và đây là iPad mini 4 kiểu uh, uh, phiên bản bộ nhớ 16g thì thực tế là những con này thì 16 ghi cũng đủ dùng rồi chủ yếu mua về học hành nghe nhạc xem phim lướt YouTube đồ thôi đó nhỏ gọn chuẩn chỉ ok vân tay vân tiếc đầy đủ nhé màn hình 8 in máy thì cam kết nguyên zin hết chuẩn quốc tế uh, iPad lần này của mình thì uh, dùng được sim như con này là dùng được sim mạng này đấy và kể cả cái con 32 này cũng dùng được sim sim mạng đầy đủ các bạn nhìn cái lưng sau thấy có cái miếng này là có này và nhìn sang bên sườn bên này có cái ổ sim là có dùng được 4G các bạn nhé thì à, đồng nghĩa việc là đây là bản đủ bản đủ thì cái 32 g màu gold là 3 triệu rưỡi rồi này còn cái 16 g màu silver thì chỉ có 2 ,8 triệu 8 thôi thật sự rất là rẻ và cái con màu silver này thì mình còn được hai à, cái hai cái thì chốt đi nhá cũng sắp hết rồi cái thôi rồi tiếp theo thì có thêm một con màu silver nữa cũng là mini 4 màn hình 8 in nhưng con này thì nó đặc biệt hơn những con kia một chút bởi vì nó có một cái bộ nhớ khá là khủng tới 128 g và máy thì cũng đẹp zin 99 phần trăm ok màu silver luôn 128 g thì bộ nhớ nó quá nhiều các bạn nhé cũng là ipad mini 48 in chuẩn chỉ của nhà táo à, con này bộ nhớ cao thì mình bán cho bạn với cái giá là 4 triệu 200 nghìn 4 triệu 200 nghìn một cái mức giá cũng khá là ok dễ mua rồi đấy tiếp theo thì có thêm một con Samsung con này là con Samsung Tab A luôn nhưng mà Tab A này là Tab A 10 in nó có mã máy là T515 và con này là con máy màu đồng các bạn nhé màu đồng T515 này thì màn hình to 10 in pin thì cực kỳ là trâu à, về cấu hình thì cũng được giam 3 bộ nhớ 32 xài cũng khá là ổn mượt chuẩn chỉ ok giá bán thì cũng cực kỳ là mềm thôi chỉ có là 3 triệu 2 thôi các bạn nhé Cam kết là hàng nguyên zin chính hãng của Samsung bảo hành 6 tháng Các bạn yên tâm là tất cả các mặt hàng mình bán thì đều đảm bảo cho các bạn là máy zin chuẩn ok Những máy chạy iOS thì cam kết chỉ bán hàng zin quốc tế chính hãng của nhà táo Còn những máy chạy Android thì cam kết chỉ bán những cái dòng máy chính hãng không bán máy sách tay Như vậy quá yên tâm các bạn ạ rồi tiếp theo nữa đây thì có thêm một con táp Samsung khá là chất Đó là con táp A8 con A8 này là con màu xám đen các bạn nhé con này là con uh, 10 in thiết kế màn hình xoay ngang và con này là 4 triệu tư đấy các bạn mua nói đúng cái đời máy và đúng cái giá để mình biết mình chốt đơn cho các bạn cho thuận tiện con này là Galaxy Tab A8 10 in cực chất nhá con này thì khá mới mới sản xuất gần và giá 4 triệu tư thì khá là ok các bạn ạ cấu hình con này thì lý tưởng lắm máy chuẩn chỉ ok chả có gì bàn cãi nói chung là cứ gọi là ngọt nước bảo hành cho các bạn là 6 tháng đấy táp A8 này các bạn ok cực kỳ chuẩn chỉ nhá giá 4 triệu tư thêm một con hàng nữa là thuộc dạng đỉnh của chóp đây đỉnh của chóp thì có con uh, Tab táp S7 FE con này thì quá là chất rồi nó to như là cái con laptop nó từ 12,9 in 12,9 in con này thì mình bán giá là 6 triệu 3 chip khủng cấu hình thì ổn ram 464 pin thì trâu nói chung con này thì rất mới nhá gần như là máy mới Galaxy Tab S7 FE giá cho các bạn là 6 triệu 3 Đấy, ai thích xài hàng cao cấp thì cứ con này mà nện cho mình con này là S7 FE của các bạn nhé cũng là máy màu xanh đen nói chung xanh đậm đậm đen này các bạn ạ nó có xu hướng hơi xanh xanh rồi tiếp theo nữa đây thì ở đây còn một con táp nữa nhỏ gọn xinh xinh con này 8,8 in giá rẻ cực kỳ chỉ có 2 triệu rưỡi đó là táp A7 Lite con táp A7 Lite này thì là màu silver và con A7 Lite này màn hình 8,8 RAM 3 bộ nhớ 32 nói chung là cũng vừa tầm nó to hơn con mini 4 một xíu các bạn nhé dài hơn thôi chứ to thì không to hơn đâu ok và con này là chính hãng của Samsung dùng được sim mạng và cả wifi đầy đủ ok ngon lành các bạn nhé giá bán của nó thì là 2 triệu rưỡi thôi cũng vừa cái mức để mà bảo hành 6 tháng như vậy quá yên tâm tab A7 Lite khá mới nhá màu silver máy có thể nói đẹp lên keng xà beng tiếp theo nữa thì còn duy nhất một con iPad Gen 5 con Gen 5 này thì nó rất ngon và cái con gen 5 này thì để mà tưởng tượng cái độ ngon của nó như thế nào thì mình sẽ ví dụ là con E2 các bạn biết không? Con E2, con E2 nó cũng khá ngon nhưng con này là cao cấp hơn con E2, con này sản xuất sau khi mà con E2 nó vỏ mẫu là bắt đầu đến gen 5 đấy như vậy thì nói như vậy các bạn dễ hình dung các bạn ha, iPad E2 không sản xuất bán mới nữa thì bắt đầu nó mới sản xuất mới gen 5 đấy. Thì con Gen 5 này cũng là cái, cái phiên bản 4G và Wi-Fi đầy đủ có nghĩa là sử dụng được sóng sim sóng 4G và đây có ổ sim ở đây. Và con này thì màn hình to cũng đâu đó sắp xỉ 10 in, bộ nhớ thì 32GB thoải mái xài. Và mình còn một máy màu silver, giá mình cũng bán rẻ nhất thị trường nhá các bạn là chỉ có 3 ,8 triệu 8. Thật sự là thị trường người ta đang bán cái sản phẩm này phải trên 4 triệu các bạn nhé, mình không nói xạo đâu, phải trên 4 triệu. Đấy nhưng của mình còn một cái hôm nọ về được uh, 5 cái thì bán 4 cái thôi, bây giờ còn cái ai chốt nốt thì chốt. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo thì có con iPad E. Thì con iPad E nó sẽ là những cấu hình như thế nào? Các bạn biết là khi mà sản xuất con iPad 4 xong. Con iPad 4 xong thì bắt đầu nó đến con iPad E này. Và xong sau, sau khi mà con iPad E này bỏ mẫu thì nó sản xuất con E2. Và sau khi con E2 bỏ mẫu thì đến con Gen 5 thì con con đây là con iPad E1 các bạn nhé. Tức là nó cao hơn cái con iPad 4, đúng không? À, con này thì nó còn xài ngon ok chuẩn chỉ màu silver máy cũng khá đẹp và phiên bản là 16 g dùng được cả sim lẫn wifi và bán giá cực kỳ rẻ cho các bạn là 2 triệu 300 nghìn Giá này thật sự là giá thanh lý cho các bạn thôi Cho nên là bảo hành cho các bạn một tháng nhé Đã là hàng thanh lý thì chấp nhận Đấy, vô công thì mất thọ lọc Chịu đấm thì ăn xôi Đấy Nhưng mà cam kết xài chuẩn chỉ ok, ngon cho các bạn Tiếp theo là con tab à, Nenovo Cái gì con này là con uh, 10HD Con này là Nenovo 10HD Màn hình của nó cũng tới 10 in chính hãng Và cấu hình cũng tương đối lý tưởng RAM là 4GB bộ nhớ 64GB Giá ngày hôm nay cũng cực kỳ rẻ cho các bạn Chỉ có 2 triệu rưỡi thôi Đảm bảo xài ngon nghẻ SIM mạng ok và wifi cũng ok Máy thì đẹp khoảng 99% có một vài vết chày cấn nhẹ thôi nhưng mà uh, xài chất các bạn nhé chính hãng của Lenovo hàng Lenovo thì các bạn cũng biết là nó cũng tương đối là bền chuẩn ngon và rồi như vậy là mình đã giới thiệu một số cái phụ kiện mình bán và một số cái sản phẩm là tab và ipad thì dĩ nhiên chỉ có cái phụ kiện là mình không có nhận cọc và ship đến thì mình thu tiền và mình cũng không có tiền ship mình bao ship luôn Tuy nhiên là mình phải nói rõ rằng tất cả những cái sản phẩm giá trị cao như là điện thoại hay là máy tính bảng hay là iPad thì mình đều phải nhận cọc trước mình mới chốt đơn và mình không có bao ship vì dòng sản phẩm này nó giá trị cao nên là ship nó có phí bảo hiểm Chính vì vậy tiền phí ship nó sẽ tăng dần theo giá trị của sản phẩm cho nên là bên mình không có bao ship được chỉ bao ship những cái phụ kiện thôi các bạn nhé và hơn thế nữa những cái sản phẩm giá trị cao thì mình đều phải nhận cọc mới chốt đơn và các bạn thông cảm khi xem kỹ video clip của mình chọn được cái sản phẩm nào thì inbox cho mình để đặt cọc chốt đơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Mình có shop ở Tân Phú Đồng Nai để đảm bảo cái uy tín. Để các bạn yên tâm rằng là mình là một shop có thực trên thị trường. Và hơn thế nữa, uh, riêng cái việc bán online mình cũng đã bán uh, 5-6 năm nay rồi. Và kênh Youtube của mình cũng khá lớn rồi. 124.000 người đăng ký theo dõi và hàng ngày mình ship đi mọi miền đất nước thì đâu đó cũng ba bốn chục đơn hàng cũng là một con số khá là khủng một tháng các bạn cũng biết là bao nhiêu rồi một năm là bao nhiêu mà hơn thế nữa mình bán nó online năm năm nay rồi đấy và bên mình luôn có cái chế độ uh, thu mua nâng cấp lên đời về sau và có shop ở Tân Phú Đồng Nai để tiện cho các bạn gửi máy về đó để các bạn có thể đổi chat nâng cấp lên đời hoặc bán lại rất là ok tất cả những cái sản phẩm mình bán ra đều gửi kèm cho các bạn một cái giấy bảo hành trên đó thì có địa chỉ của di động Nhật Nam ở huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai các bạn nhé hãy nhớ rằng di động Nhật Nam có một shop duy nhất ở huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai thôi mình không mở chuỗi bởi vì chi phí mở chuỗi tốn rất nhiều tiền mặt bằng và nhân viên bên mình chỉ bán online để tiết kiệm hơn cho khách hàng tránh lãng phí các bạn nhé và bên mình bán là chỉ báo giá cái máy không thôi cắt hết tất cả mọi phụ kiện đi rồi để không có phải phát sinh giá cả cao lên trên từng sản phẩm các bạn ạ ai có những cái phụ kiện rồi thì chúng ta tận dụng ai chưa có chúng ta vẫn có thể mua thêm cộng tiền bình thường các bạn nhé như vậy nó công bằng cho tất cả rồi cuối cùng thì mình cảm ơn vì các bạn đã luôn yêu mến ủng hộ cho di động việt nam bạn nào mới xem thì đăng ký kênh để theo dõi nhiều video hơn khi nào tin tưởng rồi thì liên hệ đến hotline của mình để đặt cọc chốt đơn mua ủng hộ mình ai ở gần huyện tân phú tỉnh đồng nai thì quá dễ đến trực tiếp shop của mình mình có shop ngay sát cổng chợ ngọc lâm xã phú xuân huyện tân phú tỉnh đồng nai mọi người xem chơi cho vui thì nhấn like, chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem rồi để lại bình luận ủng hộ cho kênh các bạn nhé. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Chúc bạn thật nhiều niềm vui, sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.